Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái app ES duyệt thập tin. Thì trên màn hình các bạn thấy đây là một cái app giúp mình quản lý thập tin rất là hiệu quả. Và mình chia sẻ tới các bạn nào cần thì tải và sử dụng hoàn toàn miễn phí dưới phần mô tả video. Thì ở đây là một cái app Pro nha, nó không có quảng cáo. Đây là một cái app dành riêng cho các bạn nào mà sử dụng điện thoại Android mới có thể cài được cái app này nha. Mình để link và bài viết chi tiết hướng dẫn các bạn sử dụng cái app này. Thì các bạn tải về file APK và cài hoàn toàn miễn phí. Đây là bản Pro nên sẽ không bao giờ có quảng cáo. Và đặc biệt có nhiều tính năng chạy rất là mượt mà, nên các bạn sử dụng điện thoại Android có thể sử dụng một cách hoàn toàn miễn phí. Thì tại sao mình giới thiệu cái app này tới các bạn? Trong quá trình mà mình làm ảnh dịch vụ thì cái app này giúp mình quản lý những cái dạng tài liệu và những cái FTP server rất là hiệu quả. Khi mà mình đi xa hay làm việc thì mình có mỗi lần mình về quê mình sẽ sử dụng cái app này để mình chuyển file dữ liệu cho các bạn khác làm, hoặc là các bạn có thể sử dụng nó để gửi những cái file này lên tất cả các lab để in ảnh. Mình thấy rất là hay nên mình chia sẻ, các bạn nào cần thì có thể tham khảo cái app này, tải về và sử dụng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt đây là một cái app Pro dành cho Android. Rồi ok, thì để nói chung là cái app này rất là đơn giản ha. Các bạn thấy khi mà các bạn cài xong thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Thì ở đây nó sẽ có mạng plan, đám mây, FTP, Android TV và rất là nhiều những cái khác rất là hay. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái nội bộ thì là trong cái máy này mình không nói nữa. Bây giờ mình cái quan trọng nhất đó là cái FTP. Thì cái FTP của cái app này rất là hay ở chỗ là các bạn nè, các bạn thấy đây là những cái nơi mà mình in album. Thí dụ như Hoàng Kim thì các bạn click vô Hoàng Kim thì các bạn sẽ thấy được những cái hình ở trên đây luôn đó. Các bạn có thể dùng cái copy đó, ở đây các bạn click chuột vô, click cái ngón tay vào, các bạn ở đây, ở dấu dưới nó có sự copy nè đó. Rồi các bạn về cái máy của bạn, cái server của bạn thí dụ như server của mình là ở đây, thì mình sẽ paste vào đây đó, thì nó sẽ về trên máy tính của mình đó. Mình sẽ mở lên máy tính cho các bạn xem luôn, rất là dễ dàng đó. Thì vậy là xong. Tương tự như vậy, các bạn có thể cắt file, các bạn có thể copy file hay là bất kỳ những cái gì mà các bạn muốn. Này các bạn thấy không, nó đã về máy tính của mình rồi nè đó, rất đơn giản ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn tạo cái FTP. Thì đương nhiên rồi, các bạn làm ảnh dịch vụ hay tất cả những người in ảnh đó, thì đều sử dụng cái mạng FTP là địa chỉ server để các bạn gửi in ảnh. Chứ những cái lab người ta đâu có rảnh đâu mà ngồi test những cái driver hay là link hay là những cái thứ khác đâu, đúng không? Nên chính vì thế nên cái này mình thấy quản lý rất là tốt trong cái quá trình xử lý ảnh, gửi ảnh cho khách hàng cũng bằng cái địa chỉ này. Thì các bạn cứ vào trong cái FTP nè, các bạn cộng FTP mới. Ở đây cái máy chủ là cái địa chỉ mạng, thí dụ như cái địa chỉ mạng của nhà mình đây là cái server của mình để cho khách hàng gửi file vào hoặc là mình quản lý file, mình copy những cái file trên server của mình để đi qua những cái lab khác in thì mình cũng sử dụng cái cách này, nó rất là nhanh và hiệu quả, khỏi mở máy tính cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ máy chủ là địa chỉ IP nha. Ở đây mình sẽ nè. Rồi ở đây mình sẽ che cái IP của mình lại nha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái tên truy cập là khách. Thí dụ như mình tên của mình là mình đặt địa chỉ cho khách hàng là khách hàng đi, để cho khách hàng dễ nhớ. Và password là 123456. Thì các địa chỉ hoặc IP mà các bạn mà đang sử dụng của các lab in ảnh hay khách hay những cái đối tác của các bạn thì người ta sẽ cho các bạn một cái IP riêng và một cái server riêng để các bạn gửi cái hình của mình vô. Thì mình cũng tương tự như vậy thôi, mình muốn tạo bao nhiêu cái tài khoản để cho khách hàng truy cập cũng được bằng cái server của mình, và mình cung cấp cái tên truy cập và mật khẩu là được, còn cái IP thì vẫn y vậy. Cái này các bạn để thụ động, các bạn ok
Rồi thì các bạn thấy nó đã vào rồi nè, đó thấy không, rất là đơn giản nha. Rồi thì đó, đó là những gì mà mình chia sẻ trong cái app này và cái video này. Mình tin là một số bạn sẽ cần tới nó, tại vì trong quá trình xử lý ảnh mình đi xa hay là mình đi về quê mà một số khách hàng gửi file cho mình đó, thì mình cũng dùng cái cách này để mình gửi đi in luôn, mình không cần phải ấy, phải mở máy tính lên hay là làm việc trực tiếp với máy tính nữa. Các bạn thấy cái app này nó rất là hay ở chỗ là các bạn có thể nhìn thấy được những cái file ảnh ở trên đây đó, thấy không, mình mở lên là mình thấy được những cái file ảnh luôn, còn trên PC các bạn sẽ không có nhìn thấy được cái file ảnh. Ở đây mình sẽ chọn dạng thu nhỏ nè, đó đây là những cái file album của người ta gửi in luôn nè, và các bạn có thể cắt ghép cắt đi, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn không nên nha, tại vì cái những cái này thì của người ta gửi in mà mình cắt đi thì đúng là mất lịch sự đúng là kỳ ha, cho mình lại đúng là hơi kỳ một chút ha, file CR nè. Đó rồi, ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.